Dạ hai lời nói đầu tiên là cho em xin gửi lời chào với tất cả các anh chị ha. Nay là bên em mới về lô máy anh chị ơi, anh chị nhìn xem nè, đó em mới đổ về lô máy rất là nhiều luôn ha. Đa phần của mình là dòng su hết trơn hết anh chị đó. Đây anh chị nhìn nè, đây là cái xưởng em anh chị đó. Đối diện em là cái chợ Trường Đông Tây ở đây hết anh chị đó. Còn bây giờ em cũng quay sơ lược nghe thôi ha, chứ bây giờ nếu mà mình quay chi tiết từng con thì nó khó quá anh chị ơi. Đó đây su 181 hả mấy anh chị, cái su GM 181 đó. Rồi bây giờ em quay, ví dụ mấy anh chị nào cần thì liên hệ em ha, rồi ngày mai em mới lên video lẻ hả mấy anh chị, rồi em sẽ đánh số cho mấy anh chị dễ tìm hiểu ha. Đó máy này thì anh chị nhìn là thấy rồi đó ha, máy mình về chưa có vệ sinh gì bọng gì chân hả mấy anh chị. Đó về sau thì y hệt vậy ha, đây cái su 181 hết trơn hả mấy anh chị. Quay sơ lược ngang thôi ha. Đây, như con này thôi, thùng đẹp quá trời luôn mấy anh chị ơi. Thùng xuất sắc. Đó, chị xem nè. Bên đây là em có dao động cỡ tầm hơn 50 con ha mấy anh chị. Anh chị nào mà lấy lô thì cũng có giá đẹp luôn ha. Lấy lô thì mình có giá đẹp ha. Đó. Đây cũng 181 mấy anh chị. Đây. Ôi, dàn ốc này còn quá xuất sắc luôn mấy anh chị ơi. Con này thì cái thùng nó bị móp đây. Đó. Máy thì tình trạng thì nói chung thì em về thì sao thì em quay thịt vậy ha, chứ em không có thay đổi hay là mình có rửa gáy gì chơi hết mấy anh chị. Tại vì nữa máy nào mình vệ sinh thì mình sẽ lên sau, còn máy nào mình mới về thì em quay theo chi tiết nó mới về thôi. Đó giống như ví dụ quay nên chị máy thì về cũng có đẹp có xấu ha, thì mỗi con giá nào cũng có hết mấy anh chị. Ôi thùng này hơi thúi mấy anh chị, con này đẹp dữ dằn luôn, toàn là 181 không hết mấy anh chị. Đây hôm bữa có mấy con được mấy con thẳng mấy anh chị, 181 thẳng ha. Đó ống xăng phá xăng ở đây ha. Thùng này thì xúc nhẹ ra lụm mấy anh chị. Máy chưa vệ sinh mà. Con này đẹp mấy anh chị ơi. Ôi, dĩ ga bách ga trắng tư à. Chị nhìn nè. Trắng dữ dằn luôn. Đây đường con hai con máy hệ mấy anh chị. Đó, đó con nó máy hệ nữa ha. Anh chị nhìn nè. Đẹp mấy anh chị. Ôi thùng xăng trong trắng tư à. Dòng máy hệ thì đa phần nó chụp giật nó chó sắt hết mấy anh chị. Đó mấy anh chị mà nè, chụp giật chụp chó sắt. Trời ơi máy này còn quá đẹp luôn, xuất sắc. Bên đây thì mình có được thêm con đề. Con đề ha. Con đề 181. Em thì hệ 181 anh chị ơi. Đôi lúc cũng có lấy vài con 180 nữa ha. Đó 180 thì đây bên đây nè, có hai con 180 nè mấy anh chị. Trời ơi quá trời. Đây. Đây có một con 180 đây, nó bị sơn phủ nha mấy anh chị. Bên đây mình cũng có con 180 nữa, con này đẹp. Con này còn liền lạc đỏ ao luôn. Xem thùng xăng này. Ôi cứng quá. Ôi thùng đẹp mấy anh chị ơi. Thùng còn đẹp dữ trời luôn. Nói chung thì mình máy hôm nay thì em quay với nghe mấy anh chị, em quay là em chỉ giới thiệu thôi ha, em giới thiệu sơ lược ngang vậy một lần vậy thôi, chứ là em cũng chưa có cho nổ đâu hết trơn mấy anh chị. Tại vì em máy thì em phải cho nổ rồi em mới lên video em bán được, còn cái này thì em mới về thôi. Giống như anh chị thường thường mấy anh chị hỏi đó, anh chị thích thì anh chị cứ lên tới tiệm em lựa, nó sẽ dễ hơn ha. Đây cũng có con đề nè mấy anh chị. Ôi ơi con này đẹp quá, ác bảy màu luôn nè. Thùng xăng này xuất sắc luôn, trắng tươi. Đó, tại vì em quay thì giống như cho mấy anh chị xem, giống như mình trước mặt hàng mấy anh chị. Đa phần thì máy thì em về, sao thì em quay vậy. Đó, anh chị thích thì anh chị lên xem ha, chi tiết cho nó dễ. Còn ở đây thì em dao động tầm khoảng còn hơn 70 đậu nha mấy anh chị. Đó, em quay sơ lược ngang một lần thôi. Ví dụ bên đây nè mấy anh chị, có mấy con thùng thiền nè mấy anh chị. Con này 181 thùng thiền ha. Đó, xuất sắc luôn. Đó, con này thì em nói mấy anh chị, nó đẹp can sờ ban luôn nè. Ốc bảy màu ha. Đó bên đây thì GB 130 mấy anh chị, 130. Đó dòng này thì con này bốn ngựa, con này tình trạng thì nó còn can cỡ 6-7-8-90% á, tùy mấy anh chị nhận định nữa ha. Trắng tư góc ác chưa một miếng sơn nữa, bô anh chị nhìn vàng bát ga dĩ ga của nó nè.
Tùng này thì anh chị khỏi lo rồi, thùng này không có vụ mà bị tan xét đâu. Bên đây em coi. Con này thì 181 thùng thiền anh chị. Mà cái thùng bị thúi rồi. Không, con này 131 anh chị ơi. 131 nhìn lộn. 131 thùng thiền. Đó, 131 thùng thiền. Đây. GB 180. Xéo. Ôi, con này đẹp quá mấy anh chị ơi. Xúc sắc. Con này em nói mấy anh chị rồi, nó đẹp dữ dằn anh chị, nhìn gùa thỏ, tem gùa thỏ nè. Ôi ôi đã. Để mở này nghe coi. Ôi ơi, còn miếng mốp luôn anh chị ơi, miếng mốp còn gì nè anh chị, mua máy mà anh chị gặp miếng mốp chỗ này mà chưa mục là anh chị cũng hiểu rồi đó. Mấy cái dòng này thì nó chưa chạy được bao nhiêu chứ. Còn anh chị nhìn dĩ ga bách ga rồi ha. Mấy cái phần này thì anh nói đồ lô mình mua gắn vô cùng thì không được đâu mấy anh chị. Mấy cái này mình mua mới không có đâu. Đồ zin của nó là mua mới không bao giờ có. Thùng này cũng còn chút sắt luôn. Thùng này mình xúc nhẹ lên là ăn tiền luôn nè. Đó. Tại vì em quay mấy con đẹp đẹp trước đi. Bên đây hình như cũng còn cặp đẹp nữa mấy anh chị. Cặp này thì phải nói đỉnh luôn nè. Con này phải nói quá trời đẹp. Anh chị nhìn mấy con Oppo của Songbo nè mấy anh chị. Tại vì hôm bữa có mấy anh chị hỏi em kiếm 181 về mà hàng siêu vip mấy anh chị nhìn mặt tiền của nó nè. Thôi cái thùng này đẹp anh chị ơi. Nói chung máy thì mình buôn bán, nói chung anh chị cứ lên đây xem ha. Hoặc là mà em quay làm sao thì em bán thịt vậy. Máy thì có mã số đàng hoàng chứ. Giao mình không ai lừa đảo ai được chứ mấy anh chị. Đó, có mấy anh chị nào mà mua đồ các em mua nhiều rồi đó, làm việc với em rồi cũng biết rồi đó. Nói chung em quay làm sao nói sao là nó gai thịt vậy ha. Chứ không bao giờ mà có vụ mà quay cái này mà gửi cái khác ha. Có mấy này về mua e ghim còn tem bọng. Cái số lượng 181 bây giờ nó hiếp anh chị. Mình phải ôm mình phải ôm số lượng lớn. Tại vì máy đẹp anh chị, máy đẹp thì mình phải chịu đầu tư mới được. Trời ơi, mấy thùng này còn đẹp quá mấy anh chị ơi. Anh chị nhìn dĩ ga bát ga của nó nè. Đó, bên đây là 8 ngựa, 6 ngựa hết mấy anh chị. Thôi, quay sơ lược ngang một phần 6 ngựa thôi. Còn bây giờ em sẽ qua cái dòng GB hết mấy anh chị. Ơi, bên đây hình như còn con này đẹp mấy anh chị. Thùng thiền. Ôi, con này siêu whip mấy anh chị ơi. Đồ đắt hàng ơi mới. Khủng khiếp. Quá dữ. Con này mới dữ luôn anh chị. Mới dữ luôn nè. Quá trời mới luôn. Bên đây thì em có GB 290 mấy anh chị. Mấy con này GB, GB 300. Con này 9 ngựa, này 10 ngựa hết mấy anh chị. Dòng này thì con này thì em có được. Ôi còn xăng luôn. Còn xăng Nhật luôn, hồi quá. GB này thì đa phần máy này em lấy máy xéo cho thấy mấy anh chị. Chị xem bên đây. Rồi. Gle mới luôn. Cục gle nổi, cục gle này nói mấy anh chị cục gle cũng có 300.000 nè. Máy thì còn trắng tư mấy anh chị ơi. Cái này thì mình rửa nhẹ ra cái trắng tư lại liền. GB 290 ha. Có đề. Ổ khóa đi theo gùa đỏ luôn nè mấy anh chị. Lắc đề lụm ha. Đây một con GB 300 ha, máy chọc, máy chuỗi. Máy thì đa phần mấy con này thì em cắt ở trong mấy thùng cách âm nha mấy anh chị nhìn nè, dây điện dây nhợ này em còn nguyên thinh ở đây chân này ha. Chưa có làm gì đụng địa gì tới tụi nó chứ. Tại vì mấy cái dòng GB này em phải kiểm hơi lửa đàng hoàng chân em mới giao hết mấy anh chị. Bên đây là có 1 2 3 4 5 6 con. Được 6 con GB 220 hết mấy anh chị. Đây, con này đồng hồ mới quá. Trời, con này mới chạy có mấy trăm giờ rồi mấy anh chị nhìn nè. Mới chạy được 500 mấy giờ rồi. Còn mới keng dây điện cái bọng anh chị nhìn nè. Còn đầy đủ ở đây chân ha. Đó, dây điện như bọng em để yên ở đây chân nè. Em chưa làm đưa đụng địa tới chân. Đó. Đây, quay qua đây nè. Đây con GB 300 290 đó anh chị, 290. GB 290. Con này là phải nói là hàng siêu whip luôn mấy anh chị. Nhìn nè. Dĩ ra chụp giật dây giật. Ôi còn đẹp quá trời. Quay em quay mặt sao coi. Ôi con này còn quá xuất sắc luôn. Con này tình trạng con này là còn quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. Đỉnh dữ dằn. Ôi ôi thùng xăng quá đẹp luôn mấy anh chị ơi. Bỏ tiền ra mua mấy máy này gì thì không tiếc anh chị. Đây. À bên đây em giới thiệu cho mấy anh chị có mấy con bốn ngựa nữa mấy anh chị. Đây con này con gì đây. À, con này 181 thùng thiền. Đó, con này đẹp mấy anh chị.
áo gió mặt giật tháng 4, cụm xăng còn đẹp nữa. Để em coi mặt sau coi. Ủa, con này ốc ác vàng khè luôn anh chị ơi, còn đẹp. Bên đây em có con này, mấy 131 anh chị. Trời ơi, con này xuất sắc, lóc lác trắng tươi anh chị ơi. Mà con này thì tình trạng nó bị dính xi măng vậy anh chị. Này rửa chắc căng à, rửa cực nha. Ốc ác anh chị, nhìn vàng ốc là anh chị biết nó đẹp hay nó xấu rồi nè. Đây, em cho thùng ha. Thùng không biết có túi không. Ôi ôi, thùng trắng tươi luôn anh chị ơi. Đa phần anh chị về ác lắm, nhiều pha nhiều con rồi nó đẹp. Nó đẹp, ở thùng nó đẹp, thùng ngoại đẹp mà ở trong thúi, còn nhiều cái thùng ngoài nó xấu quắc mà ở trong đẹp. Ơi để em coi con này, con này con gì đây mà còn đẹp quá trời nè. À 181. Con này 181 đầy đầu hả mấy anh chị? 181 đầy đầu thì cái bùa thỏ nó bô ấm nó hệt như con 180 mình gì đó ha. Nhưng là máy là máy 181 ha mấy anh chị nè. GM 181 ha. Đó phía sau thì cũng bảy con ốc ha mấy anh chị. Có ốc chữ C đàng hoàng ha. Đó cái thùng xăng này, thùng thì kiểu dáng 181 nhưng mà gùa thỏ với bô ấm nó kiểu dáng 180. Ôi con này còn xăng luôn mấy anh chị. Đó. Tại vì hôm nay cái video này em quay nghe mấy anh chị là em chỉ quay sơ lược máy thôi ha, chứ mấy anh chị đừng có kêu em quay đánh dấu hay gì hết trơn, không biết đường mua thì thông cảm cho em ha. Khi nào mà em lên video cụ thể á, em sẽ đánh dấu từng con một hết trơn vậy đó, đặng cho mấy anh chị xem, cho mấy anh chị muốn con nào á thì anh chị mua theo mã số nó rất là dễ ha. Đó. Còn bây giờ em quay giống như là em chỉ cho mấy anh chị tham khảo thôi. Đó, đây. Ôi con này quá xuất sắc luôn mấy anh chị ơi. Ôi con này quá đẹp. Ôi thùng xăng xuất sắc luôn, còn xăng luôn mấy anh chị ơi. Nè. Quá đẹp. Bộ ấm đèn mùn. Bên đây thì em có thêm một con Mitsubishi 4 anh chị. Trời ơi thùng xăng. Cái này là bị cắn rồi. Lúc vận chuyển bị cắn rồi mấy anh chị ơi. Quá chỗ uống thùng xăng. Rồi, cổ còn đẹp quá trời mà không biết. À. Ôi thùng này thúi mấy anh chị ơi. Thùng này thúi rồi. Con máy này thì em nói mấy anh chị rồi, thôi phải nói không lỗi nói luôn. Chị nhìn vàng ốc nè, nhìn ốc bô nè mấy anh chị. Nhìn ốc bô nè. Cái đợt máy luôn này là em lấy luôn lựa nha mấy anh chị. Máy em lấy rồi đợt này là phải nói khủng khiếp nha mấy anh chị. Anh chị nhìn ốc bô là anh chị biết nè, anh chị nhìn đây con 131 nha mấy anh chị. Nè, anh chị nhìn ốc bô nè. Nè, anh chị nhìn vàng ốc lấp láp đó nè. Thứ nhất là nó liền lạc, thứ hai là nó đẹp nha mấy anh chị. Đó. Rồi, về nó phải liền lạc, nó phải đẹp. Em về em phải kiểm tra hơi hám nó ngon lành, chuẩn hết trơn em mới giao cho mấy anh chị, chứ không phải như không là về là em bán mù bán điếc cho mấy anh chị ha. Còn máy nào lỗi là bên em là nhận ở lại, chặt mặn thịt bán đồ món hết trơn mấy anh chị ơi. Chứ không bao giờ mà đem bán bậy bán bạ ha. Tiền bạc thì dụ mình không có thì mình kiếm được, chứ mất uy tín rồi là khổ lắm. Đó, ví dụ anh em nào làm ăn với em rồi cũng biết đó, ví dụ gửi thiếu đồ em cũng gửi lại. Đó, ví dụ gì đó, rồi ví dụ mình buôn bán chị lâu lâu đông quá trời, ví dụ gửi thiếu này thiếu kia thì em vẫn gửi lại đầy đủ hết trơn à. Còn anh em nào mua IC các em đó, IC hay gì đó mà anh chị hoặc anh em không biết á, gửi lên em vẫn kề kiểm tra lại, đổi hoặc đổi trả cho mấy anh chị đầy đủ hết trơn à. Đó, mình làm ăn không có gian dối nha. Đó, anh chị nhìn đây cũng có con cặp này 130 mấy anh chị. 130 cặp này xuất sắc luôn. Quá trời luôn. Đó. Rồi, cuối lời em cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị ha. Đó, nói chung anh chị mà thích cái dòng nào đó thì cứ liên hệ với em. Đó, rồi thí dụ nữa em lên ngày mai gì đó gấp quá thì em sẽ lên video. Thí dụ 181 em sẽ làm một video riêng về 181 hết ha. Rồi GB em sẽ làm riêng video rồi GB hết ha. Đó, hoặc là em có thể làm một video thì hai ba con GB, hai ba con 181 hết mấy anh chị. Trời, con này cái thùng làm sao đây anh chị. Ủa con này đẹp quá. Mấy cái thùng làm sao. Ôi ôi cái thùng này đỉnh luôn anh chị ơi. Quá xuất sắc. Đó. Em buôn bán cho mấy anh chị ha. Máy em giao cho mấy anh chị. Thứ nhất là em đóng thùng mớp. Thứ hai là mấy cái nắp đó mấy anh chị. Nắp zin hết, không bao giờ mà em bán cái máy cho mấy anh chị mà em đưa mấy anh chị cái nắp xăng này, nắp xăng lô ha. Để em đảm bảo 100% được đó. Cái thùng còn đẹp quá mà nó mớp thì uổng quá. Trời, quên anh chị, ở đây có con 131. Lần đầu em thấy được mấy anh chị. 131 mà nó chụp giật nó nói khớp nè. Ác thiệt, chó sắt hay vậy, chó sắt luôn. Hàng này hàng sưu tầm. Mua về để chơi. Nó lạ quá, mình mua về mình cho để đó. Ôi thôi nó đẹp lắm anh chị. Trong thùng. Đó anh chị xem ha. Rồi em quay tổng quát lại nghe cho mấy anh chị coi nè. Đó. Đó. Đây là cái xưởng các em mấy anh chị.
Đó, em đang làm lại cái xưởng ha. Đó, đối diện chợ Chùa Đông Tây là cái tiệm của em ha. Bệnh quá mấy anh chị thông cảm. Ví dụ mà mấy anh chị muốn vô đây, ví dụ không biết đường thì cứ điện hỏi em. Còn anh chị nào muốn mua máy mà cứ hỏi thẳng thắn em đi ha. Mua được thì được, không được thì cũng vui vẻ chứ không sao hết trơn ha. Chứ mấy anh chị đừng có ngại mà mua, hỏi mà không mua thì kỳ ha. Cứ thoải mái. Rồi, cuối lời em cũng gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị ha, đã xem tới cuối cái video này của em. Em cũng chúc mấy anh chị có một ngày mới tốt lành luôn.